Chào mừng quay trở lại với Recap phần 3 của Gintama Nơi chúng tôi quyết định từ bỏ mấy tập lẻ lẻ Để vào thẳng các ác chính Chắc chắn không phải do lười đâu Và giờ thì video này được mang đến cho bạn bởi con tên Nhật Minh Editor LĐ và tôi còn quại video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa ăn tối trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đấy ở background để làm việc học tập và rửa bát được chúng tôi tổng hợp và cập nhật từ nhiều nguồn thông tin nếu có gì sai hoặc cần đính chính các bạn hãy vui lòng comment phía bên dưới để chúng tôi rút kinh nghiệm nhé để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất hãy xem phim và tự cảm nhận tại một quán bar nọ có hai người đàn ông đang trò chuyện câu chuyện nghiêm trọng đến mức camera phải quay góc cận chợt màn hình tối thui và dòng chữ thời khắc tử chiến đã điểm hiện lên Vậy là phim đã đến đoạn cao trào ngay ở phút thứ 11, một đống quái vật hiện ra, nhưng ở phía đối địch chỉ duy nhất có một người, hai bên dốc toàn lực xông lên, thời gian tưởng chừng như chững lại, hoặc thực ra đây chỉ là trailer của một bộ phim đang hot trong Gintama, Alien vs Yakuza, bên nào sẽ thắng? Tôi không biết Nhưng bây giờ thì ông hói này thắng Đây là Umi Bozu Kẻ được mệnh danh là sinh vật mạnh nhất vũ trụ Tung hoành khắp nơi Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại dừng chân ở trái đất Ông ta đang tìm kiếm điều gì ở đây Chuyện đó để sau Vì vấn đề cấp bách hơn là bây giờ Kagura dạo gần đây Ngoài bộ phim Alien với Yakuza thì Edo còn đang thịnh hành cả trò lừa đảo là tôi. Cụ thể cái lừa đảo sẽ gọi điện không xưng tên, chỉ nói là tôi là tôi để giả vờ làm người quen của nạn nhân. Giờ bảo giờ đang gặp chuyện nên cần chuyển tiền gấp. Những người ngây ngô hoặc có lòng thương người sẽ thường là nạn nhân của trò lừa đảo này. Đúng vậy, đó chính là Kagura. Sau khi nghe tin Toki gây tai nạn chết người Và cần chuyển tiền để bồi thường cho người ta Thì Kagura đã vội vàng lao đi Mà không để ý rằng ông anh mình đang táo bón trong nhà vệ sinh nhưng kiếp nạn của một scammer bao giờ cũng là lừa nhầm người họ đỗ đỗ nghèo khỉ không có tiền lại còn lãng tai nên thay vì đến ngân hàng chuyển tiền thì kagura đã rắc một đống muối gây rối loạn trật tự công cộng mấy ông anh của con bé thì lại chẳng đi dép xỏ ngón trong bụng nó nên sau khi kagura rời nhà đã vội vàng chạy theo cũng trong khoảng thời gian đó thì umi bozu cũng là ông hói tiêu diệt alien ở đầu phim đã có cuộc gặp gỡ với shin Gumi để bàn về vấn đề chống alien ở edo alien ký sinh đã xâm nhập vào edo nếu để yên thì sẽ lớn chuyện chưa biết lớn đến mức nào nhưng đúng là có chuyện con alien ký sinh này đã chui vào trong cơ thể của một người và xuất hiện tại ngân hàng nơi Kagura đang rắc muối. Không cẩn thận là phim này sẽ toang luôn nữ chính. Mà một bộ sao nần không có nữ chính thì nhạt lắm rất may là viễn cảnh này sẽ không xảy ra vì umi bozu đã đến và giải cứu tất cả cũng như tiết lộ luôn về mối quan hệ không ngờ tới với kagura đúng vậy là bố con bố con ruột á sau khi phát hiện con gái bỏ nhà theo dai thì umi bozu đã đến trái đất để đón nó về nhưng thay vì giữ cô ấy lại như mấy bộ ngôn lù ba su thì gintoki đã khuyên kagura về nhà bị sa thải khỏi yorozuya rồi nên kagura không còn cách nào ngoài đi với bố họ bắt chuyến tàu bay vào ngân hà sớm nhất nhưng trên tàu ngoài hành khách thì vẫn còn đám quái vật của khứa hoàng tử đầu sứa này và không hề bất ngờ họ để sổng một con ra ngoài càng không hề bất ngờ hơn nữa khi con bị sổng chính là con alien ký sinh mà Umi Bozu tiêu diệt trước đó. Mà trạm tàu bay vũ trụ vốn là nơi có năng lượng siêu nhiên cực nhiều, một môi trường phát triển tuyệt vời cho mấy con alien, nên từ một con quái bình thường giờ nó trông chả khác gì trùng cuối. Hai bố con Kagura vẫn song kiếm hợp bích nhưng vẫn không hạ được con quái, nó càng ngày càng to. Và quan trọng nhất là vẫn còn rất nhiều hành khách mắc kẹt trên tàu. Kagura cũng vì bảo vệ mọi người qua đường mà bị thương nặng. Shinsengumi cũng đã tới nơi, nhưng mấy khẩu đại bác so với một con quái vật vừa tiến hóa thì cũng chẳng khác mắt xa mờ là mấy. Tình huống trở nên tiến thoái lưỡng nan nhưng không sao. Vì nhân vật chính đã xuất hiện sau khi sa thải Kagura, Shinpachi đòi nghỉ việc thì Gintoki đã quay lại làm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo đúng nghĩa đen. Ở đâu? Vẫn còn con chó nữa. Một người một chó quyết bán mình nhưng không tư bản nào thể mua. Rất may là Hasegawa đã xuất hiện và giới thiệu công việc cho họ. Nhưng trong lúc đang làm việc thì Gintoki đã vô tình xem được phóng sự về con alien phá trạm không gian và nhìn thấy Kagura ở đó, không nghĩ nhiều, Gintoki lên đường giải cứu anh em. Phe chính diện như được tiếp thêm sức lực, Umibozu cùng Gintoki hợp sức đánh tan con quái. Mọi chuyện đều rất suôn sẻ, cho đến khi họ phát hiện ra Kagura đã bị lõi của con alien này nốt chừng. Còn Masu Daira thì chuẩn bị cho cả trạm không gian thành bình nguyên vô tận. Và những tình huống khó khăn như thế này thì chỉ có thông não chi thuật mới giải quyết được vấn đề. Và Gintoki thi triển thuật thức Men Saunen để đánh thức Kagura đang ở trong lõi của con alien. Vậy còn cái quả võ thuật thật sự kia thì sao? Để đấy cho bố. Vậy là mọi người đều bình an. Kết thúc mọi chuyện, hiểu lầm của hai bố con Kagura cũng được hóa giải hóa ra ngay từ đầu mục đích của kagura khi tới trái đất đã là để học hỏi trở nên mạnh mẽ hơn rồi một ngày nào đó sẽ cùng bố đi du hành khắp vũ trụ nghe xong quả lý do đấy thì làm gì có ông bố nào muốn giữ con nữa umibozu quyết định trở lại với hành trình của mình nhưng trước khi đi ông ta đã để lại một For shadow về anh trai của kagura chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo tương lai sẽ rõ còn bây giờ thì họ có một cuộc hành trình khác quan trọng hơn đó là trở thành shinobi để hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì cần phải quay ngược lại thời gian một chút khi mà con pet của jura elizabeth bị bắt bởi một ông quan huyện tên là chintaro Quan lại trong phim thường không được tốt bụng cho lắm Nên Jura cần phải cứu Elizabeth càng sớm càng tốt Nếu không muốn nó trở thành Goju Satoru Nhưng cứu như thế nào mới được Vì vậy Gintoki đã nhờ đến Sắc Sau buổi ôn thi làm Shinobi cấp tốc Thì ngay tối hôm ấy Cả team đã lên đường đột nhập dinh thự Tại đây họ đụng mặt Hattori Zenzo Đồng đội cũ của Sắc Và cũng là một Shinobi cực kỳ tài giỏi Ở căn phòng cuối cùng Hai phe dùng tất cả những gì họ có để làm trò hề và mọi thứ chỉ kết thúc khi cả bọn phát hiện ra Elizabeth đang bị bắt chỉ là giả. Đây là một chiêu trò để dụ Jura, còn Elizabeth thật thì đã đi lấy vợ và sinh con đều huề, xong việc với Pet của Jura rồi. Thì lại đến lượt Pet của Gintoki gặp chuyện. Sadaharu sau khi uống quá nhiều sữa dâu bỗng trở nên khổng lồ, to đến mức đục luôn một lỗ trên trần nhà. Nhưng kể cả như thế thì Yorozuya cũng không bỏ rơi nó. Kagura thậm chí còn chịu mưa để che ô cho Sadaharu. Tuy nhiên truyền thông đã vào cuộc. Họ đưa tin về một con chó có ngoại hình quá khổ, khiến cho người dân xung quanh sợ hãi. Họ kéo nhau đến Yorozuya để ném đá, đòi đuổi Sadaharu Haru đi Nhưng trong lúc xô sát, một cục đá đã vô tình bay thẳng vào đầu Kagura khiến cô bé ngã xuống Thấy chủ nhân của mình bị thương, Sadaharu hóa thú, tấn công tất cả những gì trong tầm mắt Mọi chuyện đang dần mất kiểm soát thì bỗng dưng từ đầu xuất hiện hai Miko Nói rằng sẽ giúp Sadaharu trở về bình thường Hóa ra hai Miko này chính là người bảo vệ long mạch trái đất Và cộng sự thân tín của họ là các thần khuyển Sadaharu là một trong số đó Tuy nhiên khi Amanto tấn công trái đất, chúng đã chiếm luôn long mạch và xây dựng nên trạm không gian mất việc. Hai Miko đành phải cho đi một miệng ăn và Sadaharu đã được chọn. Nói chung thì họ đã bỏ rơi Sadaharu nhưng bây giờ khi thần khuyển đang mất kiểm soát thì các Miko cần phải có trách nhiệm ngăn nó lại kế hoạch được đưa ra là tạo nên một ngôi sao năm cánh rồi dụ Sada Haru vào giữa từ đó sức mạnh tâm linh sẽ giúp thần khuyển quay lại trạng thái bình thường nói thì dễ nhưng Sada đang máu chiến vở lở nên đời nào nó ở y một chỗ ok thêm một thằng môi nhử đấy ai ánh sáng lóe lên Sada trở lại hình dạng ban đầu và quay trở về Yorozuya một thời gian sau có một người đàn bà lạ mặt đến Yorozuya và nhờ họ tìm giúp người con tên là Hachiro. Hachiro sau khi rời nhà lên Edo để kiếm sống từ 5 năm trước, tới nay vẫn không có tin tức gì nên bà mẹ quyết định vượt đường xá xa xôi để lên đây tìm con. Mặc dù của ít lòng vòng nhưng Yorozuya vẫn đồng ý giúp đỡ. Chỉ là trong lúc tìm kiếm đã nảy sinh một vấn đề, đó chính là Hachiro đã nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ nên tấm ảnh cũng là manh mối duy nhất bây giờ không còn tác dụng. Vậy phải làm như thế nào? Trước tiên thì cứ vẽ vào đã, nhưng mà làm gì có ai trông như thế này? Oh, có rồi này. Một ông đầu afro được người ta gọi là Hachiro xuất hiện. Mặc dù chưa biết thực hư như thế nào, nhưng Kagura và Shinpachi đã đuổi theo Hachiro. Còn Gintoki thì đi tìm bà mẹ, phát hiện bà ấy đang combat với các gân phố, tỷ số là một đều cho đến khi giống đực của các gân phố xuất hiện và định đánh bà mẹ. Gintoki có thể hèn trong mọi trường hợp nhưng bây giờ thì không. Mấy boy phố được một vé massage tẩm quất miễn phí, tưởng thế là xong sao? Hachiro đầu afro đã xuất hiện và tiếp tục đập boy phố ra bã vì dám làm xấu hình ảnh của Host Club Cao Thiên Nguyên. Hóa ra tên boy phố vừa nãy là thành viên của Host Club này. Đi cùng anh ta còn có Honjo Kiyoshiro, ông chủ của Cao Thiên Nguyên và cũng là host nổi tiếng nhất Kabukicho, phổ cập kiến thức cho những ai không biết thì host club là một trong những loại hình kinh doanh độc đáo của Nhật. Đây là những quán rượu kết hợp với vũ trường dành cho đối tượng khách hàng là phụ nữ. Nhiệm vụ chính của host ở các host club là cùng các khách hàng trò chuyện, uống rượu, hát hò nhảy nhót làm gì được ngoại trừ làm tình để chuộc lỗi với Yorozuya và bà mẹ. Kiyoshiro đã mời họ đến Cao Thiên Nguyên. Bởi đây vốn dĩ sinh ra là để chiều lòng phụ nữ Nên Kagura vào đây như bà Hoàng Shinpachi và Gintoki mặc dù là đàn ông nhưng vì có rượu miễn phí nên là rất in do cái moment này Người duy nhất khó chịu là bà mẹ Vì dù sao thì bà đến đây để tìm con trai chứ không phải là tìm trai trẻ Ngay lúc đó, một ông Yakuza bước vào với giọng hách dịch Đó chính là Kasuo Đến từ băng chuột cống, cấp dưới của Jirocho Một trong tứ đại thiên vương Thật ra thì bạn chỉ cần nhớ ông này có cái mái 73 là được. Katsuo tới đây để đòi tiền bảo kê, mặc dù nằm ở địa bàn quản lý của băng chuột cống, nhưng phía Cao Thiên Nguyên cụ thể là Kiyoshiru lại từ chối nhận bảo kê của họ. Nhưng hôm nay, sau khi nghe tin có thằng lính mới của Cao Thiên Nguyên bị đổi việc, thì Katsuo đã lấy cớ nó là họ hàng của họ hàng của họ hàng của họ hàng nói chung là cũng có quen biết để đòi tiền bảo kê. Kiyoshiru dù vẫn cương quyết từ chối, nhưng người bình thường thì khó mà thắng được Yakuza. đã thế thì để nhân vật chính ra tay khoác lên mình bộ đồng phục của host. Yorozuya đã làm đủ trò khiến Katsuo rời đi, nhưng nó còn không có tác dụng bằng tin mèo nhà Katsuo đẻ. Cả băng chuột cống vội vã rời đi nhưng lại cầm nhầm tệp đính kèm không ai khác chính là bà mẹ đứng ở trong hàng ổ của Yakuza bà ta vẫn không quên tìm con nhắc đến cái tên Kuroita Hachiro một người đàn ông bí ẩn mà chúng ta chỉ có thể thấy được cái lưng đã nhớ ra điều gì đó hóa ra đây chính là tên thật của Kiyoshiru sau khi rời quê nhà để đến Edo vào 5 năm trước để có thể mưu sinh được ở vùng đất này Hachiro đã từ bỏ gương mặt cha sinh mẹ đẻ thậm chí là cả tên gọi của mình anh ta đã thề sẽ không bao giờ gặp lại mẹ mình nhưng sau khi nghe tin mẹ đang ở với đám Yakuza thì Kiyoshiru đã vội vàng chạy đi cứu mẹ cầm theo tất cả số tiền mình có để chuộc mẹ về nhưng từ từ đã bây giờ là lúc mà nhân vật chính tỏa sáng Gintoki không biết từ đâu xuất hiện đã ngăn không cho Kiyoshiro giao tiền ra rồi cùng Kagura và Shinpachi đập đám Yakuza như con. Trận chiến kết thúc siêu chóng vánh, Kiyoshiro vẫn không dám nhận mẹ, nhưng bà mẹ thì dám nhận con. Bà để lại cho Kiyoshiro một hộp thức ăn, cùng với đó là bức thư như lời từ biệt rồi rời Edo để trở về quê nhà. Chúng ta cũng theo đó mà trở về quá khứ của Gintoki, khi anh ta, Zura, Takasugi vẫn còn là những đứa trẻ Và được dạy dỗ bởi một người thầy có giọng nói khá dễ chịu Người thầy đó có vai trò rất quan trọng trong tương lai Nhưng vấn đề quan trọng hơn là bây giờ Jura Người vừa phải đụng mặt với một tên nói mình không đáng nghi Mà trong phim thì mấy thằng hay nói câu này chính là mấy thằng đáng nghi nhất Đúng như dự đoán Tên này rút kiếm Nhưng trước khi Jura định ra chiêu Thì kiếm của hắn đã chém một nhát ngang người Chuyển cảnh tới Shinsengumi Họ đang nói chuyện với một trong những người bạn cũ của Gintoki Takasugi sau một thời gian ở ẩn thì dạo gần đây bắt đầu xuất hiện tin tức Takasugi tái xuất giang hồ là một phần tử khủng bố nguy hiểm. Sự trở lại của Takasugi chắc chắn sẽ là mối nguy cho cả Edo. Nhưng không chỉ thế, đi cùng chúa tể lần này còn có Okada Nizu, một sát nhân khét tiếng có tuyệt kỹ cực lạ. Tôi sẽ không spoil ở đây là người vừa chém Jura đâu. Takechi Henpeita, chiến lược gia Lolicon, Kijima Matako, tay súng hồng đạn kiêm sim lỏ Takasugi và cuối cùng là thiên tài kiếm thuật Kawakami Bansai cũng sim lỏ Takasugi nhưng chết sớm hơn. Tất cả những cá nhân này được Takasugi tập hợp lại với một mục đích duy nhất, đó là hồi sinh hay Tai. Binh đoàn từng làm mưa làm gió trong chiến tranh nhưng gì? Chưa biết mục đích thực sự của Takasugi là gì khi muốn hồi sinh hay Tai, nhưng cứ là phải cảnh giác trước đã. Cũng trong khoảng thời gian đó, vụ án chạm người hàng loạt gần đây đã cộng một nạn nhân, không cần nói thì cũng biết đó là ai Vì trong số những người đến hóng hiện trường có cả Elizabeth, pet của Zura Vậy Zura đã chết thật sao? Chưa ai biết nhưng Elizabeth sau đó đã tới Yorozuya Có lẽ là để báo tin hoặc tìm sự giúp đỡ Nhưng chắc do quá xúc động nên đến tận lúc Gintoki bỏ đến lò rèn để làm thêm, nó vẫn chưa nói được câu nào. Công việc lần này của Gintoki là đi tìm lại một bảo vật đã bị mất cắp. Cụ thể thì đó là một cây kiếm có tên là Benizakura. Tương truyền, thanh kiếm này là tác phẩm của Zenitsu, thợ rèn kiếm đệ nhất Edo, bén đến mức có thể trẻ cả đá dưới ánh trăng. Lưỡi kiếm mang sắc đỏ thẫm, có điều không phải ai cũng có thể sở hữu thanh bảo kiếm này, bởi vì chỉ một tháng sau khi rèn xong Benizakura, Zenitsu đã qua đời và kể từ sau đó, những ai dính tới Benizakura đều gặp bất chắc ủa vậy như thế chả phải gintoki cũng sẽ gặp bất chắc hay sao đúng là như vậy nhưng mà nếu không đem nó về với chủ thì cả edo sẽ gặp bất chắc quay trở lại câu chuyện của elizabeth có vẻ là trong khoảng thời gian gintoki đi vắng elizabeth đã kể mọi chuyện xảy ra với jura cho kagura và shinpachi nhưng manh mối còn sót lại duy nhất lúc này chỉ có chiếc túi dính đầy máu coi bộ cũng là lành ít giữ nhiều nên kagura và shinpachi phải tăng tốc độ chia nhau ra tìm kiếm thêm thông tin về phía gintoki trong lúc tìm kiếm benny thì đã bắt gặp sugo đang trong giờ tuần tra và được nghe cảnh báo về sự tồn tại của kẻ trảm người hàng loạt gần đây thanh kiếm hắn ta cầm không hề bình thường vì nó giống với một sinh vật sống hơn. Tất nhiên là Sugo cũng chỉ nghe kể, nhưng từng đó thông tin là cũng đủ để ở nhà và giãn cách xã hội rồi. Trong lúc phe chính diện có năng lơ tơ mơ với những gì sắp diễn ra thì bên phía phản diện, Kawakami Bansai đã có một cuộc gặp gỡ với ngân tặc Harusame, còn Okada Nizu thì đang có một màn tương tác nhẹ với Gintoki, không cần nói cũng biết thanh kiếm tên này đang cầm chính là Benizakura, nhưng thay vì sử dụng nó thì Nizu mới là người bị Benizakura sử dụng nhát đầu tiên, Gintoki đỡ được, nhưng người đang chiếm thế thượng phong lúc này vẫn là Nizu, không thể để đối thủ có thời gian nghỉ ngơi, hắn liên tục bồi thêm vài phát vào chỗ hiểm và kết thúc bằng một cú trời giáng phá hoại của công khiến Gintoki rơi xuống sông. Cứ tưởng trận đấu đến đây, đây đã ngã ngũ, nhưng Gintoki đã kịp ẩn thân chi thuật dưới làn nước, rồi đáp trả bằng một cú đá khiến đối thủ ngã ra sàn. Chưa hết, anh ta nhanh chóng thủ thế, giữ chân đối thủ rồi vung kiếm. Nhưng bất ngờ chưa, Benny Zakura đã nhanh hơn và giờ thì Gintoki lại quay về cái thế hèn, nhát chém lần này đã đúng chỗ. Nhưng để cho chắc, Nizu đâm thêm một nhát vào bụng. Ủa, tại sao không phải vào tim? Bởi vì Gintoki là nhân vật chính, chết thế quá nào được. Đúng vậy, ngay lúc Nizu định hạ màn, thì Shinpachi đã lút kiếm của Elizabeth, biến đối thủ thành dương quá. Giờ thì thế trận đã cân bằng, nhưng nhưng cuộc chiến sẽ không tiếp tục được nữa vì cảnh sát tuần tra đã đến khiến Nizu phải rút lui. Ít nhất thì giờ Shinpachi và Gintoki đã an toàn. Vậy còn Kagura, người đã tách nhóm trước đó với Sadaharu thì sao? Trong lúc đi điều tra ở cảng biển, cô bé đã vô tình phát hiện ra một nhóm người kỳ lạ và Sadaharu với khả năng đánh hơi của mình đã ngửi thấy mùi của Jura trên một con thuyền gần đó. Bây giờ có hai lựa chọn, một là về báo tin, điểm yếu là lỡ mất thời cơ cứu người có thể mạng sống của Jura đang ngàn cân treo sợi bún, hai là trực tiếp xông vào, điểm yếu là dễ ôn lằn. Vì vẫn chưa xác định được đối thủ có bao nhiêu thằng, cô vẽ một tấm bản đồ để lên con thuyền cho Sadaharu mang về, còn phần mình thì tự đột nhập lên thuyền. Tại đây, Kagura đã gặp được Takasugi, bản năng mách bảo rằng thằng này là trùng cuối, nên cô đã không ngần ngại gì mà dí súng vào đầu chúa tể, nhưng dễ thế thì người ta đã trả sản xuất movie, nên không biết từ đâu, Matako xuất hiện và liên tục nã súng về phía Kagura. Với cơ thể nhanh nhẹn của một Yato, Kagura đã né được hết. Tuy nhiên, đấy mới chỉ là bức tường đầu tiên, vì Takechi đã ở ngay phía sau với một đội quân cả đám đàn ông bao vây một cô bé gái nhưng không cần đến FBI vì Kagura thừa sức cân tất tuy nhiên chỉ là trong một phút phân tâm cô đã trúng phải đường đạn của Matako một phát súng vang trời Kagura chưa rõ sống chết nhưng Gintoki thì chắc chắn vừa thoát khỏi tay tử thần tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài trước mặt anh bây giờ là OT Shinpachi đã nhờ cô ấy trông nom Gintoki còn về phần mình thì đi tìm đường lên con tàu bí ẩn thông qua hướng dẫn của Kagura trên tờ giấy mà Sadaharu mang về nhưng bây giờ có một vấn đề đó là để lên được tàu thì cần phải qua mặt được đám Ronin này mà Shinpachi chỉ có một thân một mình, cần phải có một ai đó đánh lạc hướng. Ô, oh, có rồi này. Nhờ có sự giúp đỡ của Elizabeth, giá để kính thành công đột nhập vào con tàu. Nhưng người duy nhất lên đường lúc này không chỉ có Shinpachi mà cả Gintoki cũng vậy. Sau khi lừa được OT ra ngoài, hay nói đúng hơn là cô ấy cố tình để bị lừa. Chứ đàn ông thì tuổi gì mà qua mặt được phụ nữ? Thì Gintoki đã đến gặp em gái của người thợ rèn ủy thác mình tìm Benizakura Nhưng tại sao? Để biết được lý do thì cần phải tua ngược thời gian với lúc Gintoki mới tỉnh lại. Cô gái này là Tetsuko, Cô ấy đã đến gặp Gintoki sau khi anh trai mình là Tetsuya biến mất. Anh trai của Tetsuko vốn là một thợ rèn kiếm tài giỏi, nhưng để có thể vượt qua Zenitsu, thợ rèn kiếm đệ nhất Edo cũng là bố của hai anh em thì anh ta cần phải giỏi hơn thế. Vì vậy mà Tetsuya đã quyết định áp dụng khoa học công nghệ vào việc rèn kiếm, rồi thành công tạo ra một phiên bản AI của Benny Zakura. Lõi của nó hình thành từ một trí khôn nhân tạo được gọi là điện phách, nhưng thay vì giúp con người đánh bại kẻ thù thì Benny Zakura phiên bản AI này sẽ kiểm soát cơ thể chủ nhân và tự chiến đấu luôn. Trải qua nhiều trận chiến, thanh kiếm sẽ tự biên soạn và học hỏi

với sự tiến bộ nhanh chóng của ai thanh kiếm này sẽ sớm vượt qua sức mạnh của con người tin này xấu đấy nhưng không xấu bằng tin tiếp theo vì tetsuya và takasugi đã hợp tác để cho ra một binh đoàn benizakura điều này mà không được ngăn chặn sớm thì cả edo sẽ biến thành bình địa nhưng trước khi ngăn chặn được vấn đề thì họ phải tìm cách lên tàu trước đã mà xe máy thì không thể đi trên biển nên gintoki và tetsuko cần một phương tiện khác đúng đấy đúng lúc đấy họ phát hiện ra elizabeth và đồng bọn của Kasura cũng đang chuẩn bị lên tàu để nhập cuộc đây rồi phương tiện đây rồi vậy là tất cả các nhân vật quan trọng đều đã lên đường tới sân khấu của mình chuẩn bị cho màn kịch hay sắp sửa diễn ra về phía shinpachi sau khi đột nhập con tàu đã thành công cứu được Kagura trong trạng thái tí thì nổ banh xác. Phát súng vừa rồi không phải đến từ kẻ địch mà thuộc về những phe cánh nhân di tự nhận mình là đồng minh của Kasura, cái chết của một thủ lĩnh nhân di xem ra có ảnh hưởng nhiều hơn những gì mà Nizu nghĩ. Bằng chứng chính là các cuộc tấn công liên tiếp nhắm vào con tàu của Ki Hay Tai từ nãy đến giờ. Nhưng người gây ra hậu quả này, Okada Nizu thì vẫn đang lăn lộn trong phòng kín vì đau đớn. Benny Zakura đang dần ăn món ông ta, nhưng mà cất của ai thì người đấy dọn. Nên Takasugi đã yêu cầu Nizu tự giải quyết những gì mình gây ra vì không muốn bị đuổi việc nên mặc dù đang cực kỳ đau đớn Ông ta vẫn xông ra chiến trường và đòi hủy diệt mọi thứ Mà imo boy à Lại tiếp tục với Shinpachi Người lúc này đang vận tất cả nội công của mình để giữ Kagura không rời khỏi mạng tàu Cứ tiếp tục giữ tư thế này Thì chắc kèo là tí nữa cả hai đứa sẽ cùng hóa kiếp Nhưng rất may Elizabeth không biết từ đâu đã tới và giải cứu cả hai Tuy nhiên người duy nhất tới đây không chỉ có đồng minh Mà còn có cả kẻ địch nữa Takasugi xuất hiện như một bóng ma Không nói chẳng rằng Một nhát chém đứt đôi người Elizabeth Không phải Elizabeth mà là Katsura anh ta đã trở lại với một mái tóc hoàn toàn mới vậy là Zura chưa hề chết mà giả vờ để kẻ địch mất cảnh giác rồi nhân cơ hội đặt bom khắp con tàu của kỳ hay tai một hai ba bùm cả con tàu như bắn pháo hoa toàn bộ số benizakura đều bị phá hủy chưa dừng lại ở đó con tàu elizabeth và đồng minh cũng ập đến trận chiến tổng lực bây giờ mới chính thức bắt đầu một bên là nhương di ôn hòa một bên là khủng bố vũ trang ai sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng chúng ta chưa thể biết được vì thủ lĩnh của hai phe còn đang chơi đuổi bắt giữa đường jura bị takechi và matako chặn lại nhưng không sao vì kagura và shinpachi vẫn còn ở đây hai đứa quyết định ở lại cầm chân kẻ thù để jura có thể đi tiếp không để phụ lòng hai đứa trẻ jura tiếp bước và động mặt takasugi đang xem trận đấu của gintoki với nizu khi nãy, khi con tàu của Elizabeth và đồng minh cập bến, Gintoki cũng đã có mặt, nhưng thay vì đi gặp đồng đội cũ, anh ta chọn gặp kẻ thù cũ trước đã. Cùng với Tetsuko, Gintoki đụng mặt Nizu và Tetsuya trên mái nhà, không nói chẳng rằng, cả hai đều thủ thế, chuẩn bị bắt đầu trận chiến sinh tử. Không có tên chiêu thức nào được hô to, chỉ có hai thanh kiếm của hai người đàn ông cạ vào nhau. Họ giằng co mãnh liệt và sau một hồi tra sát thì Nizu quyết định kết thúc hiệp bằng một màn bóp rú, máu từ vết thương cũ chảy ra, nhưng Gintoki cũng đâu có vừa, Trước khi tách ra, anh ta cũng kịp để lại cho đối thủ một nhát vào tay. Tỷ số bây giờ đang là một đều trước những con mắt dõi theo của khán giả, cụ thể là Jura và Takasugi. Nizu cùng Gintoki múa kiếm, nhưng cơ thể của Nizu trông như đang gào thét. Sớm thôi anh ta sẽ chết. Đấy là Jura nói thế. Takasugi cũng thừa biết điều đó, nhưng nếu nó là nguyện vọng của Nizu thì anh ta sẽ chiều theo. Còn về Tetsuya, người đã rèn ra Benizakura cũng chẳng hề quan tâm đến sống chết của người cầm kiếm. Hắn chỉ muốn tạo ra một thanh kiếm mạnh mẽ vượt qua cha mình. À thế à? Vậy là Haki nhân vật chính vẫn trên cơ AI tạm gác lại cuộc chiến giữa Gintoki và Nizu, bởi vì bên dưới mái nhà Kagura và Shinpachi cũng đang chiến đấu hết mình. Mặc dù học kiếm đạo từ bé nhưng đây là trận tử chiến đầu tiên của Shinpachi nên cô cậu run vờ lờ. Nhưng may cái đối thủ cũng không hơn gì. Takechi vốn là chiến lược gia, thiên về não bộ hơn là chiến đấu. Bình thường những việc như thế này đều là phần của Matako nhưng bây giờ thì không được vì cô ấy cũng đang bận chiến đấu với kagura phim samurai nhưng không hiểu tại sao lại lòi ra hai đứa chơi sống vẫn như mọi khi kagura với thân thủ nhanh nhẹn né được gần hết những đường đạn của matako tại sao lại gần hết vì còn 3 viên thì nó bắt luôn quá bất ngờ matako không kịp phòng thủ nên bị kagura vật xuống đất và chuẩn bị dùng kame kameha để làm đòn kết liễu nhưng sàn nhà bỗng sập xuống gintoki xuất hiện nhưng trong trạng thái trọng thương Chuyện gì đã xảy ra? Rõ ràng lúc nãy còn đang thắng thế cơ mà. Hóa ra sức ép từ sức mạnh của Gintoki đã khiến Niju hóa điên, hoàn toàn bị Benizakura kiểm soát. Và trong phim thì mấy thằng mất kiểm soát thường mạnh lên rất là bất thường, nên mới có vụ Gintoki bị đánh cho bầm dập thế này. Nhưng như vậy thì đồng nghĩa với việc phe phản diện đang thắng thế, vì với tình trạng hiện giờ, Niju hoàn toàn không phân biệt được địch ta, gặp ai cũng đánh, kể cả Takechi và Matako không dừng lại ở đó. Hắn ta lại quay ra phía Gintoki, dùng một đòn cực mạnh để chuẩn bị kết liễu nhân vật chính kết thúc luôn cái bộ anime này nhưng từ từ đã plot armor dáng lâm mang theo hình hài của tetsuko cô ấy nhảy từ trên xuống cầm thanh kiếm do chính tay mình rèn để xuyên thủng cánh tay của nizu nhưng chỉ mình tetsuko là không đủ nên kagura và Shinpachi cũng xuất hiện trận pho xăm căng thẳng kéo dài và nó chỉ kết thúc khi tetsuya quyết định đỡ hộ em gái một đòn dù có mê kiếm đến đâu thì tetsuya cũng là một người anh là một người anh thì không thể để em gái mình bị thương được tình anh em cảm động thấu trời xanh đã đánh thức nhân vật chính đang ngủ yên gintoki đứng dậy cho nizu một nhát ngay vào mặt tiện đắc nhân tâm mấy câu giúp tetsuya tỉnh ra nizu và gintoki lại một lần nữa đối mặt nhưng lần này chỉ có một chiêu duy nhất gintoki gãy kiếm còn nizu gãy mạng. trận đấu ngã ngũ phần thắng thuộc về gintoki còn những người nhận phần thua thì đều qua đời tại chỗ trận chiến quay trở lại với takasugi và jura trong khi đồng đội đang tử chiến dưới kia thì hai khứa này ở trên vẫn tâm sự tuổi hồng hoặc thực ra là takasugi chỉ đang cố tình câu giờ chờ đám ngân tặc harusame tới còn nhớ lúc trận chiến chưa bắt đầu, Kawakami Bansai đã có một cuộc gặp gỡ với ngân tặc Harusame và đó cũng chính là lúc họ lên giao kèo đổi cái đầu của thủ lĩnh nhân di Kasura để lấy sự hủy diệt của đất nước này. Đang từ nội chiến chuyển một phát sang chiến tranh ngân hà, các nhân di trí sĩ một lần nữa lại giáp mặt với Amanto, Gintoki và Jura đụng nhau ngoài mạng tàu không ai bảo ai nhưng họ đều biết bước tiếp theo sẽ là gì benny zakura đã bị phá hủy việc của phe katsura đến đây là hết họ chỉ cần rút lui thôi nhưng để tất cả chót lọt rời đi thì jura và gintoki sẽ ở lại để cấm chân nhạc nền nổi lên game này anh thắng gintoki và jura chém amanto như chơi Fruit ninja và khi đoàn quân đã rút hết cả hai cùng chĩa kiếm về takasugi để bắt đầu một lời tiên chiến sau này ra đường cứ cẩn thận không gặp đầu tao đánh đấy vừa dứt câu họ ngay lập tức rút lui bằng con dù hình elizabeth Man bỏ trốn hay như lupin đệ tam đã kết thúc recap phần 3 của gintama còn bây giờ thì tôi còn quại xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các phần recap tiếp theo